mưa quá giờ vô nhà luôn rồi đó, giờ tới tới đẩy bao quy luôn rồi. Tới tới hôn bao quy cái đi kìa. Đi xíu hôn miếng, hôn miếng là nãy hôn miếng đâu hôn anh ba đây con. Trời ơi, trời ơi, hôn ba không nhẹ không anh ba. Nói gì? Chị thương ba lắm á. Lại hai. Trời ơi, coi ba trận à. Anh hai tới vụ đẩy em với em đi anh hai. Không đẩy em chạy tới đánh á. Ôi trời đất, đó, con ba trận à. Chào con. Rồi. Cái gì trong đó? ABC trong đó hả? ABC. Ao. Trúng cái đít lên ba đó. Trúng cái đít lên ba đó. Đít ra ba. Trời ơi đấy. Ờ đấy vậy cho anh ba chịu được mà hả? Mà ờ đi vô đi vô. Mưa. Rain go away. Come again. JD wants to play. Rain and go away. Giờ JD lên đây ạ. Lên nào. Thôi nó gì. Lên nào. Thôi ông lên. Của nó mà. Đó rồi tới ông kia ông cũng chịu. Biết gì bữa mua gì 3 chiếc xe mà. 3 chiếc xe. Mỗi đứa 1 chiếc. Đi chơi nè. Xe cũng phải xe nữa. Có dạ. Mấy chiếc xe này thấy tiện lợi dễ sợ không? Thôi nó bị gà. Người ta là xếp gì hết. Vô. Rồi, con máy bay tất cả đi. Máy bay tất cả. Vậy bữa mua xe về đi chơi rồi. Rồi, giờ tới đi. Lấy cái ghế của anh Bali cho con ngồi nha. Ghế đâu rồi ta? Ghế ngồi xe hơi á. Rồi, bá bà cột vô trong đó rồi bà cho ngồi mình tại tại chỗ. Xe bay được hả? Nó bớt nhồi đi chứ nó lên xe ơi, không có cái đó nó nhồi quá nhồi chịu không nổi. Cái ghế ngồi xe hơi á. Ghế nó không vừa nữa, nó lớn. Vừa sao không vừa? Im đó đó. Ngồi tới 24 tháng rồi nó mới có 18, 19 tháng rồi nó 24 tháng mà chút xíu đây thì vừa sao không vừa. Cái xe là miếng nhà, có tiền lợi ghê luôn. Xe của Ly hay đi không có thằng quá tại á, tại còn thì không cho lái hay là lái sao không lái? Lái gì tụng? Không phải là phải lái mà mình muốn đi đâu thì mình đẩy ra thôi. Ủa? Nó còn cái quạt nữa nha, còn cái quạt mình gắm lên đó rồi chỉ để xuống đây cho nó mát nữa nha. Điện chứ ta. Rồi quạt đâu vậy? Bữa nay chay biết sợ đòn rồi. Bữa nay lấy cây roi. Cái đây đánh anh hai vô tiếp sợ cái roi giờ sợ lên. Sao Ly con muốn xuống hả Ly? Không phải giờ cái dàn xe này thì bên ba hồi không chịu ngồi, ba hồi nhìn xe. Thôi chị gỡ ghẻ hả chị? Thôi không có gỡ con. Chê đi, không có gỡ. À, anh ba xuống đi. Đẩy chay đi. Tới đẩy chay đi. Giờ đẩy lại đi. Đi, đẩy chay đi. Đó, anh ba đẩy lại nha. Yên. Ba đứa này ở nhà một ngày là lúi rơ luôn á, đồ chú mày. Yên. Đẩy dữ hả? Đẩy thôi, để lờ lưu lưu ra nè. Nên ba đẩy chạy nha. Đẩy đi. Đẩy đi. Có mẹ ngồi tướng kìa. Dạ. Em coi được đời không? Cô chú coi nè. Út đâu? Mà con cho mẹ coi. Mà con cho mẹ coi chứ. Con cho mẹ coi chứ con làm gì con dành điện thoại con mình con vậy vậy? Đi đó. Mama đâu? Coi coi được đó không? Ngồi xuống cho mẹ coi với. Ủa mẹ đang coi Út mà con làm gì vậy? Sao con không cho mẹ coi với vậy? Bây giờ cô chú đưa cho nó cái iPad, nó không chịu coi iPad.
đang nằm coi video của Út Út, nó mới vừa đăng lên. Nó không cho tôi coi. Coi được không? Nó cầm, nó giành điện thoại, nó nói Út 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 Út, nó cầm nó giành điện thoại. Không làm. Làm gì chay? Khó hiểu không mày. Đi đâu á? Mày lấy ba bài cho chay nha. Hồi giờ không chịu coi iPad nữa rồi con chú ơi. Thôi vậy thôi, mình lại mình coi Út. Mày coi Út. Chay coi Út không? Coi Út không? Mày lại coi Út nè. Mày lại đây. Đi. Đi. Thôi, mẹ nè mày coi Út nha. Hả? Lên đây coi mẹ nè, lại lên. Hát gì á, bắt trước về đây thấy thấy anh hai hát bắt trước hát rồi. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi. Qua chơi với anh Ba Quy đi con, hung Ba Quy miếng ngay. Chơi. Hung Ba Quy miếng. Con hung anh Ba Quy miếng. Chơi đi, hung em Ba Quy miếng con. Đó, 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 thôi gọi làm gì đây? Đi làm gì đây? Nằm xuống. Ơi, thank you smart. Cái đâu? Con gì? Ô ô, mang dép vô, mang dép vô, mang dép vô. Ly ơi, vô nhà con. Ồ, Ba Quy. Ấm, ấm, ấm ly vô ngăn. Con Ba Quy vừa mẹ mi. Con Ba Quy vừa mẹ. Công chúa vô tấp bờ. Công chúa vô tấp bờ. Công chúa vô tấp bờ ơi. Công chúa vô tấp bờ của chui ơi. Công chúa vô tấp bờ của chui ơi. Ba Quy. Em Ba Quy vừa mẹ. Rồi hát bài gì á? Vì sao anh nhớ em thế này? Có hát bài gì? Đông đầy trong lòng. Ngủ bơi vô ca sĩ đi tắm. À, ngủ hứng bơi đâu hả? Rồi vậy mình yêu còn gặp nhau. À, lấy miếng nước cho em. Mà đêm đang nhớ như vậy. Cái gì vậy? Tới là nó dành của anh à. Để cho anh đi con, để cho anh đi con. Thôi để cho anh đi con. Đi ra. Ôm mặt vô trường kêu chay. Con nói đi lê sình. Sình. Con đây. Đâu con nói đi, chay ôm mặt vô tường. Quậy quá. Nói mà sợ. Đó, đó, ấp mặt vô tường, ấp mặt vô tường. Ấp mặt vô tường. Tự nhiên bạn người ta ấp mặt vô tường. Cái gì vậy Ba Quy? Cái gì vậy Ba Quy? Ba Quy đồ đi luôn à. Thôi bà là đó. Ơ, trời ơi, đó, bây giờ say sorry, cái như say sorry. Rồi anh hai đi đâu mẹ? Ai thấy nó tới cũng sợ á. Ấp mặt vô tường nha. Ai thấy nó tới cũng chạy hết trơn á. Đó, rồi lấy đi. Tao chạy con rồi đó, con lấy gì lấy đi. Chạy hết rồi đó. Sợ thiệt. Rồi bật máy lên coi. Bật công tắc lên. Bật công tắc lên. Wow. Ôi trời ơi, có bà trợ nghe lái xe bằng chân luôn kìa. Sao? Ủa, ông mẹ đó mà
ạ. Đó 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 đó. Đó. Đó vậy thì cô chú thấy sao nhà mà sạch nổi đây. Sao mà sạch nổi bên chay đây. Ôi không cài lên đi. Cài lên. Ôi trời. Cài mà lịch vô bụng à. Hả? Cài mà lịch vô bụng.